Điểm này trồng hoa thực dược chúng ta xử lý cho nó vào dịp Tết cũng rất là ok rồi. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng hoa thực dược Tết trồng chậu. Hôm nay thì mình trồng ở cái chậu nhỏ nhỏ thôi, làm video thì mình trồng cái chậu nhỏ thôi, thì trồng chậu to mình di chuyển nó rất là nặng. Chậu này đường kính miệng của nó khoảng độ 25 cm, thì chúng ta nên trồng một cây. Giá thể trồng hoa thực dược thì gồm những gì? Các bạn có thể trồng theo những cái vật tư mà sẵn có ở địa phương các bạn. Thì đây là mình trồng bằng cái đất màu. Đất màu mình trộn với vỏ trấu và trộn với một chút phân gà. Thì tùy các bạn, nếu các bạn không có trấu thì các bạn có thể trộn những cái mùn nó tơi xốp, hoặc là mình có thể dùng cái than tổ ong ấy, ra cái cửa hàng người ta bán phở ấy, xin những cái than tổ ong về, xong đó mình ngâm vào nước, ngâm vào cái thùng nước ấy mấy ngày, ngâm đi ngâm lại, xong mình đổ nước đi mấy ngày cho nó hết cái chất dầu ở trong cái than đi. Thì sau đó các bạn nghiền ra, các bạn trộn vào, miễn là nó tơi xốp thôi. Cái thực dược này là không kén đất các bạn nhé, đất nào trồng được, cát còn trồng được, nên các bạn cứ tạo làm sao cho cái giá thể nó tơi xốp. Các bạn trồng vỏ trấu, vỏ lạc rồi thì rồi vỏ cà phê, cỏ các bạn băm bụng nó ra, nói chung là mình cứ tạo cho nó tươi xốp thôi. Đấy. Có phân trâu, phân bò, phân gà, phân dê, phân trùn quế, phân vi sinh thì chúng ta trộn cho nó vào một ít, thì tỷ lệ mình trộn trấu 50 và cái đất màu 50, còn đâu là khoảng độ 20% phân gà. Đấy, thì các bạn không có phân gà thì các bạn có thể thay các loại phân khác. Thì lúc trồng này mình chưa cần phải trộn phân LBK đâu nhé các bạn nhé, chưa cần thiết. Sau khi trộn xong thì chúng ta tiến hành trồng. Lúc này trồng hoa thực dược thì nó có vào dịp Tết không? Và trồng để muốn vào dịp Tết thì mình trồng thời điểm nào? Thì tùy theo vùng miền, miền Bắc và miền Trung thì lúc này cũng sắp sửa đến mùa trồng hoa thực dược. Nói chung cái tầm từ 15 cho đến hết cái tháng 9 âm, kể cả đầu tháng 10 âm chúng ta trồng thì nó vẫn cho hoa vào dịp Tết. Hôm nay thì mình sẽ trồng cái cây nó như thế này. Cây này thì mình đánh ở vườn vào, nó có bầu các bạn. Khi trồng thì các bạn chọn những cây hoa thực dược rộng, nó mập mạp một chút, và cây không có cái dấu hiệu là lấm phấn trắng hoặc là bị nhện đỏ hay là bị bọ trĩ thì chúng ta trồng nó phát triển sẽ rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ trồng vào đây. Khi trồng thì chúng ta trồng vào giữa chậu các bạn nhé, trồng vào giữa chậu để sau này mình xử lý, mình cắt ngọn nó còn ra những cái mầm xung quanh nhé. Thì thời điểm này trồng hoa thực dược chúng ta xử lý cho nó vào dịp Tết cũng rất là ok rồi. Đấy. Khi trồng thì chúng ta không nên trồng sâu quá, chỉ cần trồng lông lông thôi. Không cần phải trồng sâu quá, đừng có đào sâu củ tỉ âm ti xuống dưới này, mình chôn nó sâu quá. Cái thực dược này nó không ưa nước nhiều. Khi mà chúng ta trồng sâu quá mà mưa nhiều ngày nó không thoát được nước là cây nó hay bị thối rễ. Trồng ít thì nói chung là mình chả mấy khi để mưa nhiều ngày đâu các bạn ạ. Trồng ít thì khi có mưa thì lại đem vào chỗ có mái che, chứ không phải là cứ trồng xong là cứ để suốt ở ngoài trời đâu. Khi trồng xong như thế này thì bắt đầu tiến hành bắt đầu tưới nước cho nó. Thực dược thì nó chịu khô rất là tốt và nó chịu được cái độ ẩm khoảng độ 8 đến 90%. Nếu mà mình để khô mấy ngày quên không tưới thì nó cũng không bị sao, nhưng mà nếu mà để bị mưa nhiều ngày, mưa 4-5 ngày nó ướt quá là sau lắng lên là nó sẽ bị thối rễ, thối gốc cây. Trồng vào cái thời điểm này thì là chúng ta có thể cắt ngọn 2-3 lần cũng được, vì cái thời gian lúc này là vẫn còn rất là dài, từ nay đến Tết là còn rất là dài. Trồng thời điểm này thì sẽ áp dụng cho những bạn nào mà thích cái cây hoa thực dược này sau nó ra nhiều cành, ra nhiều mầm. Khi mà cây hoa thực dược nó phát triển tốt lên thì chúng ta bắt đầu tiến hành cắt ngọn. Thì đây là cái chậu mình đã trồng cách đây mấy hôm rồi.
Lúc này cây phát triển rất là tốt rồi các bạn. Trồng cách đây khoảng độ tuần nay rồi. Lúc này cây đang phát triển rất là tốt. Thì thời điểm này nếu mà chúng ta muốn cắt ngọn thì cũng vẫn được. Đấy, cắt ngọn bây giờ thì sau này mình sẽ cắt được nhiều lần nữa. Bởi vì thời gian nó còn rất là dài. Xử lý cho cây hoa thực dược nó lở vào dịp Tết là từ tầm 25 tháng 10 âm đối với miền Bắc và miền Trung. Còn các vùng miền khác thì cái khí hậu nó khác thì mình không rõ. Nhưng mà mình trồng sớm này, lợi thế là khi mình cắt ngọn, mình xử lý cho ra thân bụi thì mình sẽ cắt được nhiều lần để tạo cho cái cây hoa được dược nó ra được nhiều mầm và sau này nó thành một cái bụi thật to. Thì đối với cái phương pháp mà cắt nhiều lần để xử lý cho cái cây hoa được dược nó ra nhiều mầm sau này nó thành một cái bụi to thì chúng ta phải trồng cái chậu thật to các bạn nhé. Cái chậu đường kính từ 70-80 đến 1 mét chúng ta trồng nó vào. Trồng nó vào thì chúng ta có thể trồng một cái chậu to khoảng độ 4-5 cây. Còn đối với cái chậu nhỏ này thì mình chỉ cần trồng một cây thôi. Trồng chậu nhỏ này thì mình cũng cắt để xử lý cho nó ra mầm 2-3 lần được. Nhưng mà sau này thì cái chậu hoa nhìn nó bé, cái tán ở trên nó to sẽ không cân đối. Nhìn như là cái chậu cúc mâm xôi, cái chậu thì bé như trên thì cái tán nó to. Nên là nếu mà trồng mà cho nó ra một cái bụi lớn ấy, cắt ngọn để cho ra cái bụi lớn thì các bạn nên trồng cái chậu tối thiểu là phải từ 60cm trở lên. Thì khi mà cây nó tốt như này rồi thì tiến hành cắt ngọn thôi. Đây, mình bấm cái ngọn này đi này. Bấm cái ngọn này để lại 2-3 cặp lá này. Sau khi mà nó mọc lên cái mầm nó tốt khoảng độ 1 gang thì mình lại cắt tiếp. Lần sau mình cắt thì mình chỉ cần để một cái cặp lá ở dưới thôi. Chứ không nên để 2-3 cặp nữa. 2-3 cặp thì mỗi một cái mầm nó lên mình lại để 2-3 cặp thì sau này nó sẽ rất là nhiều. Sau này mình để khoảng độ 4 cái thân đây thôi. 4 cái mầm nó lên. Khỏe nhất thì mình để lại. Sau đó mình cắt lần 2. Lần 2 thì mình chỉ để khoảng độ 4 cái thân đó mình cắt đi, mình để mỗi một thân một cặp lá thôi. Vị trí nó sẽ mọc được 8 cái mầm, sau nó sẽ thành 8 cái thân. Chậu to thì chúng ta có thể để 12, 13, 15 tùy các bạn. Cứ cái mầm nào to khỏe nhất, sau nó phát triển thành những cái cành, những cái thân mập nhất thì chúng ta để lại. Còn để bao nhiêu thì các bạn. Còn là do cái chậu nữa, chậu to, chậu nhỏ nữa. Nếu chậu to thì chúng ta có thể để cái số cành nó nhiều lên. Đấy. Và cái lần cắt cuối cùng thì các bạn nhớ là cắt trước Tết cho mình từ 60 ngày đến 65 ngày trở lại. Tùy theo loại giống thì thôi các bạn cứ cắt từ 55 ngày cho đến 65 ngày trước Tết cho mình thì là nó sẽ lở hoa vào dịp Tết. Cái loại nào ngắn thì nó sẽ là 55 ngày. Còn cái loại nào dài thì nó sẽ là 60 đến trên 60 ngày. Còn cái loại ngắn nữa như hồng cánh sen thì nó chỉ trước Tết có 45 ngày thôi. Các bạn cắt ngọn trước Tết cái lần cuối cùng ấy, là từ 45 cho đến 65 ngày. Tùy theo loại. Đấy, thì chúng ta cắt như vậy. Tết chúng ta sẽ có một cái chậu hoa rất là đẹp. Mỗi một màu thì nó có một cái thời gian sinh trưởng, phát triển ra hoa nó khác nhau. Thì chúng ta xem cái loại nào nó 60 ngày ra hoa thì chúng ta cắt vào tầm 25 tháng 10 âm thì chúng ta bắt đầu cắt. Còn cái loại nào mà nó ngắn hơn thì chúng ta có thể đến 30 tháng 10 âm chúng ta cắt. Khi mà mình sắp cắt ngọn thì các bạn tưới cho nó một lượt đạm UZ hoặc là phân LVK đầu trâu, các bạn hòa ra các bạn tưới loãng cho nó. Mục đích là khi mình tưới như vậy, mình cắt cái ngọn này cái là nó có lực, nó có cái phân nó tiếp sức cho. Là cái mầm đó nó sẽ bật lên rất là mập. Thay vì để nó đói ăn mà chúng ta không tưới bón gì, cứ thế cắt ngọn thì cái mầm nó ra rất là gầy. Thì cũng rất nhiều video mình chia sẻ các bạn rồi. Đấy, còn thời điểm này là trồng hoa thực dược Tết thì nó vẫn còn thời gian thoải mái. Đối với trồng cây thì nó vẫn còn thoải mái, chúng ta trồng để cắt khoảng độ 3 đợt mầm. Nếu mà chúng ta trồng để cắt ngọn nhiều đợt, 2-3 đợt thì chúng ta nên trồng tầm bây giờ.
Còn nếu mà trồng mà chỉ cắt đợt, nếu mà trồng chỉ cắt xử lý ngọn một lần thì các bạn cứ từ từ, chưa cần trồng vội. Thì các bạn cứ để khoảng độ tầm 20 đến 25 tháng 9 âm các bạn trồng. Sau đó đến 25 tháng 10 là sau khoảng 1 tháng thì chúng ta cắt ngọn. Đây là dành cho các bạn nào mà muốn cắt ngọn 2 lần thì chúng ta trồng từ bây giờ. Thời điểm bây giờ là cái thời điểm trồng để mình cắt ngọn 2 đến 3 lượt cho cái cây hoa rực rực nó ra nhiều mầm, sau này nó thành cái bụi hoa thật to cho nhiều hoa, thì các bạn nên trồng ở thời điểm này. Thì khi trồng xong thì các bạn để chỗ mát cho mình. Cái nước này chúng ta tưới lần đầu thì tưới cho nó ẩm khoảng độ 90%, cái đất này ẩm độ 90% nó để chỗ mát cho mình, để chỗ mát cho mình khoảng độ 1 tuần để tránh bị héo. Sau đó chúng ta đem ra ngoài trời chăm sóc bình thường, đừng để mưa nhiều ngày. Đấy, cái định kỳ bón phân thì nhiều khi 15-20 ngày chúng ta tiến hành bón tưới một lần. Đấy, tưới thì nhiều khi 10 ngày mình tưới phân một lần. Còn nếu về bón thì 20 ngày chúng ta bón một lần. Đấy, chỉ bón độ 2-3 đợt thôi là nó sẽ đến lúc có hoa. Thì video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.